Cảm ơn quý vị và các bạn đang tiếp tục theo dõi kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chuyện trong ngày. Cùng với nội dung về vấn đề nợ xấu tại các ngân hàng và khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi khôi phục sản xuất hậu đại dịch COVID-19 của cộng đồng doanh nghiệp. Thưa quý vị, quý 1 năm nay lần đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới thấp hơn đáng kể so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Khi mà số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao, các chuyên gia cho rằng tất yếu dẫn đến gia tăng nợ xấu. Ghi nhận thực trạng này tại một số doanh nghiệp. Nửa năm có 6 tháng thì 4 tháng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này bị đình trệ bởi COVID-19. Đầu ra khó khăn, đời sống nhân viên vẫn phải đảm bảo, trong khi các khoản nợ cũ của ngân hàng vẫn là áp lực với doanh nghiệp. Hiện tại thì doanh nghiệp thì cũng chưa tiếp cận được cái gói nào. Đấy. Thì về bên ngân hàng thì mình có hỏi bên ngân hàng thì bên ngân hàng báo là chỉ những cái vay mới thì mới được giảm lãi suất. Thế thì đang khó khăn thì bây giờ phải trả nợ cũ chứ còn ai lại đi vay mới làm gì. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1, cả nước có 29.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tuy nhiên, lại có tới 34.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 2% so với cùng kỳ. Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát ở Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn cho doanh nghiệp vẫn còn đó khi mà trên thế giới, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Các cái doanh nghiệp mà đang tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có thể nằm trong một cái tiến trình tái cấu trúc lại. Và khi tái cấu trúc lại thì sẽ cần có thời gian. Mà như vậy thì tôi nghĩ là có thể bộ phận này sẽ là bộ phận mà nó sẽ khôi phục hoặc là nó trở lại hoạt động. Nó sẽ chậm hơn so với các cái doanh nghiệp mà dựa nhiều hơn vào cái thị trường trong nước. Và chúng ta đã thấy rất nhiều doanh nghiệp đã ngưng hoạt động hoặc là giảm hoạt động là tại vì họ không còn thanh khoản, không đủ tiền để mà trả tiền mặt bằng ở cơ sở sản xuất kinh doanh đó. Và chính vì thế mà tôi nghĩ rằng nếu mà dịch bệnh kéo dài trong vòng độ 3 tháng nữa thì có thể rất nhiều những doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngưng hoạt động, giảm hoạt động, thậm chí phá sản. Các chuyên gia kinh tế cho rằng khủng hoảng từ dịch bệnh tới hoạt động kinh tế là rất lớn. Người dân doanh nghiệp đi vay vốn từ ngân hàng nhưng do khả năng trả nợ yếu đã khiến nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh. Cùng với nợ xấu tồn đọng, nợ xấu mới, dự báo nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao từ nay cho tới cuối năm. Năm 2020, với những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều rủi ro, doanh nghiệp bị đình đốn sản xuất kinh doanh. Và không nằm ngoài bối cảnh chung của nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn khi nợ xấu có thể tăng nhanh, mạnh vào cuối năm. Theo dự báo, nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn của ngành ngân hàng có thể vượt mức 3,67% trong năm nay. 5 tháng đầu năm 2020, tín dụng của nền kinh tế chỉ tăng 1,96%, tăng trưởng thấp hơn hẳn so với những năm trước đây. Trong khi tín dụng đạt mức tăng thấp, nguy cơ nợ xấu phình to tại các ngân hàng ngày càng lớn dần do phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo Ngân hàng Nhà nước, ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng đúng hạn, với dư nợ dự kiến bị ảnh hưởng lên tới khoảng 2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 23% dư nợ toàn hệ thống. Trong đó tập trung vào các ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, giáo dục đào tạo. Và thực tế này tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động ngân hàng. Đối tượng được vay cái gói đối với hệ thống các tổ chức tín dụng thì sau những cái khó khăn vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và người dân thì sẽ đến các tổ chức tín dụng. Bởi vì tổ chức tín dụng là trung gian tài chính thôi, cũng là một doanh nghiệp, cho nên là một doanh nghiệp phục vụ doanh nghiệp và người dân. Thì khi mà doanh nghiệp và người dân là bị ngưng trệ sản xuất kinh doanh, bị thu hẹp sản xuất kinh doanh thì chắc chắn rằng là cái nguồn thu của các tổ chức tín dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và với vai trò là trung gian tài chính thì cái chất lượng tài sản của tổ chức tín dụng sẽ bị ảnh hưởng. Đến nay thì đã có một ngân hàng nhà nước cũng nhìn nhận nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn của ngành ngân hàng năm 2020 có thể vượt mức 3,67%. Và ngay từ bây giờ, ngân hàng nhà nước cùng với các ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp để xử lý, không để nợ xấu bùng phát. Ngành ngân hàng là đang trên một cái con đường đạt đến cái mục tiêu là tỷ lệ nợ xấu, kể cả nợ xấu tiềm ẩn đến cuối năm 2020 là dưới 3%. Nhưng mà lại do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp khó khăn cho nên rằng là cái khả năng nợ xấu của hệ thống ngân hàng cũng sẽ tăng lên. Và như vậy nó lại đặt
ra thách thức cho hệ thống ngân hàng lại phải tiếp tục xử lý cái khoản nợ xấu này. 3 tháng gần đây, tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì có cái chiều hướng tăng hơn. Tuy nhiên thì vẫn đang nằm ở trong cái kiểm soát của hệ thống các tổ chức tín dụng, và đặc biệt là các tổ chức tín dụng đã thực hiện chỉ đạo của chính phủ, của ngân hàng nhà nước đang tiếp tục coi như là tiết giảm chi phí, rồi ngoài cái việc mà hỗ trợ cho khách hàng giảm miễn giảm lãi suất cho khách hàng thì các tổ chức tín dụng cũng ưu tiên tập trung nguồn lực để xử lý nợ xấu và giúp cho không những là cho khách hàng mà cho bản thân các tổ chức tín dụng. Cho nên vấn đề ví dụ như là chia cổ tức bằng tiền mặt thì ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng là không, trong cái giai đoạn hiện nay thì không được chia cổ tức bằng tiền mặt. Đấy là một trong những cái giải pháp mà các tổ chức tín dụng cùng hỗ trợ đối với các cái doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện nay, ngành ngân hàng đã cho 215.000 khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ 130.000 tỷ đồng. Hiện ngân hàng nhà nước cũng đang xem xét có thể cho các doanh nghiệp tiếp tục được cơ cấu, giãn thêm thời gian trả nợ, vừa để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vừa giúp nợ xấu ngành ngân hàng không tăng đột biến nếu 215.000 khách hàng này không kịp trả nợ đúng hạn. Nhận thức rõ nợ xấu trong năm 2020 có nhiều khả năng tăng cao, các ngân hàng thương mại cũng đã chuẩn bị tinh thần, tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, không bị phá sản, tìm giải pháp để có thể thanh toán nợ, không trở thành nợ xấu. Ngay từ khi dịch Covid bắt đầu bùng phát, ảnh hưởng tới hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, các ngân hàng ngay lập tức cử cán bộ đến từng khách hàng vay vốn, tìm hiểu sự khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để có những hỗ trợ kịp thời, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn. Và các ngân hàng đã cắt giảm hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận của mình để hỗ trợ cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp không bị phá sản, giải thể, ngừng hoạt động. Tác động của dịch bệnh thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới nền kinh tế, tới xã hội, tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các cái nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thế và Vietinbank với những biện pháp chủ động như vậy thì đã có cái tác động rất tích cực để hỗ trợ cho nền kinh tế và xã hội để chúng ta sớm vượt qua được khó khăn của dịch bệnh để tiếp tục phát triển. Và theo tính toán của chúng tôi thì với những biện pháp mà Vietinbank đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện thì nó sẽ có thể tác động cỡ khoảng 3.000 đến 4.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2020 của Vietinbank để tham gia vào hỗ trợ cho nền kinh tế. Và ngành ngân hàng cũng mong muốn chính cộng đồng doanh nghiệp đồng hành tìm được hướng đi mới trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được đẩy lùi. Có những kế hoạch kinh doanh khả thi để ngân hàng có thể giải ngân, cho vay mới giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Và ngành ngân hàng luôn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, không để nợ xấu bùng phát. Thực tế thì ngân hàng khi mà quyết định cho vay với một khách hàng thì cái điều tiên, căn cứ đầu tiên thì chúng tôi phải căn cứ vào cái phương án kinh doanh, nó phải đảm bảo được tính khả thi, tính minh bạch thông tin và các cái điều kiện đi kèm. Và nếu phương án kinh doanh mà nó khả thi tốt thì các cái điều kiện đi kèm nó sẽ hạn chế, và có rất nhiều trường hợp không cần có tài sản đảm bảo vẫn có thể cho vay được. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có thể gia tăng lên, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của nền kinh tế là sẽ tăng lên, dự báo là sẽ tăng lên. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thực hiện các đồng bộ các biện pháp đó để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, rồi thực hiện các cái biện pháp để mà cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ đối với những trường hợp khách hàng bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và những biện pháp khác nữa, thì chúng ta hy vọng là sẽ và tin tưởng là sẽ sớm để kiểm soát tốt được cái tình trạng về nợ xấu để mà tiếp tục phát triển bền vững trong cái thời gian tới đây. Bên cạnh đó, hiện các ngân hàng cũng đang tìm cách tiết kiệm thêm chi phí, tăng mức trích lập dự phòng rủi ro để sẵn sàng sử dụng khi nợ xấu có dấu hiệu bùng phát mạnh, kiên quyết không để nợ xấu năm 2020 vượt quá con số 3%. Theo thống kê, với ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 85% các doanh nghiệp đã bị thu hẹp thị trường, 60% doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp khó khăn về dòng tiền, khó tiếp tục vay thêm vốn do không có đủ tài sản để thế chấp. Thiếu vốn dẫn đến các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn, không thể phục hồi sản xuất kinh doanh, dẫn tới không trả được nợ cũ, sẽ làm nợ xấu ngành ngân hàng bùng phát. Nhiều chuyên gia và các đại biểu Quốc hội nhìn nhận đây là thời điểm chính phủ cần có chính sách hỗ trợ đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hộ kinh doanh trong việc tiếp cận vốn vay, có nguồn vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh, từ đó trả được các món nợ cũ cho ngân hàng. Theo các chuyên gia kinh tế, ngân hàng cũng là doanh nghiệp,
Chính vì vậy, ngân hàng sẽ khó hạ chuẩn cho vay để đảm bảo nguồn vốn mà họ đã huy động từ trong dân cư, xã hội. Chính phủ cần nhanh chóng phát triển các quỹ bảo lãnh tín dụng, thậm chí sẵn sàng chấp nhận một mức rủi ro lớn hơn bình thường để bảo lãnh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Có một cái quỹ bảo lãnh tín dụng đến các ngân hàng, bảo lãnh cho các ngân hàng để các ngân hàng cho vay những hộ kinh doanh và những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mà nếu không có quỹ bảo lãnh tín dụng đó, các doanh nghiệp đó mà đến ngân hàng thì chắc chắn là ngân hàng từ chối, tại vì đó những cái doanh nghiệp yếu kém. Thì với cái sự bảo lãnh của quỹ bảo lãnh tín dụng thì các ngân hàng có thể cho vay. Tại vì nếu mà khách hàng mà không trả được nợ thì bây giờ quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ bồi thường cho ngân hàng. Thì đó là một cái cơ chế mà tôi nghĩ rằng chính phủ cần phải xem xét để mà tăng cường cái năng lực của các quỹ bảo lãnh tín dụng để bảo lãnh cho các ngân hàng để họ mạnh tay cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, đại biểu Đỗ Tiến Sinh cũng mong muốn Quốc hội, chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ đặc thù này để nhanh chóng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh có được nguồn vốn tái khôi phục sản xuất kinh doanh. Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là cái quy mô rất là bé, mới có 800 tỷ so với lại hàng mấy trăm nghìn doanh nghiệp, thì nó vô cùng nhỏ bé. Cái thứ hai là cái quỹ hỗ trợ bảo lãnh tín dụng ấy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải tăng thêm nguồn lực cho họ, tăng thêm cơ chế cho họ để có thể là có một cái chia sẻ rủi ro chỗ này, thì để cho cái nguồn vốn của tín dụng được ra được với doanh nghiệp, thì doanh nghiệp người ta mới có cơ hội người ta phát triển. Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31 tháng 12 2019, cả nước chỉ có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp theo mô hình hoạt động độc lập hoặc ủy thác cho quỹ tài chính nhà nước tại địa phương với tổng nguồn vốn là 1.450,6 tỷ đồng. Doanh số bảo lãnh lũy kế các quỹ ước đạt 4.346 tỷ đồng, một con số vô cùng khiêm tốn so với nhu cầu cần được bảo lãnh để vay vốn của hàng chục, hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện nay. Trong lúc các doanh nghiệp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, chính phủ cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để giúp đỡ doanh nghiệp, trong đó có miễn giảm thuế phí cùng nhiều gói hỗ trợ vốn để doanh nghiệp có thể tiếp cận. Cũng trong thời gian này, một số ngân hàng tung ra các gói vay ưu đãi với mức lãi suất thấp để doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, muốn chạm tay tới các nguồn vốn ưu đãi là điều rất khó, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn bản thân các ngân hàng thì cũng muốn cho vay bởi vì đây là hoạt động bán hàng, nên bán được càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, ngân hàng mượn tiền để cho vay nên phải thu lại được tiền, trong khi nợ xấu tăng cao. Mặt khác, doanh nghiệp Việt Nam có đặc thù là giao dịch với nhiều ngân hàng nên lý lịch tín dụng rất phức tạp. Bởi vậy, không dễ để thỏa mãn được điều kiện tiếp cận những nguồn vay này. Vâng, trước thực tế trên, lãnh đạo vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nâng cao chất lượng tín dụng, điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng đối với tổ chức tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế, đảm bảo hài hòa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Và tới đây, chúng tôi cũng xin được kết thúc mục chuyện trong ngày.